changed from the moment I met you, and it would never be the same. Felt like I knew that I always loved you from the moment I heard your name. Everything was perfect, I knew this love was worth it. Sắp sinh nhà vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhắn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cho con đầy đàn. Dọn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như
Nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhắn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau chắc còn đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như câu với trầu. Này khăn đóng đội tóc, này đôi guốc mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Này khăn đóng tóc, này đôi guốc mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công tay rượu hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi xa xem, cô sâu con y chang mỹ miều, cô sâu non sung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con đơn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi.
sáng hôm nay quê tôi xa xem. Cô sau con con y chang mỹ miều, cô sau non non sung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con lợn quay, soi đầy mâm câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Vâng, xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý vị quan khách quý của hai bên gia đình đã có mặt tại một không gian trang trọng được trang hoàng lộng lẫy bởi những đèn hoa đủ các sắc màu đến từ trung tâm tổ chức sự kiện nhà hát Mỹ Ngọc Chiêm Hương Tể Lỗ Thân Yêu để được tham dự ngày đại lễ vu quy của cô dâu Nguyễn Minh Sấy Vinh cùng chú rể Quang Vũ. Lời đầu tiên cho phép Trung Kiên thay lời giữ làm chương trình xin được gửi tới sự hiện diện của quý cụ ông, quý cụ bà, quý cô bác anh chị, các bạn trẻ nam thanh nữ tú của hai bên gia đình lời kính chúc sức khỏe của đầu xuân Giáp Thìn, sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn ngập tràn hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, là quý vị ơi, đã quý làm mọi chẳng bỏ tiếng vỗ tay đúng không ạ? Chúng ta vỗ tay để cho Nguyễn Minh và Quang Vũ hai bạn sẽ gặp may đi suốt một cuộc đời. Và ngày hôm nay thì quý vị chúng ta mỗi người đến được với một nơi mình gần và tể lỗ. Thì tại sao phía bên dưới các cô chú anh chị ạ, chúng ta không đều tay của mình vỗ để cho hai bạn trọn đời mãi mãi bên nhau và thật lớn thật lồng nhiên ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay, những tấm chân tình của quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị quan khách quý vô cùng kính mến, chúng ta đang sống trong một mùa xuân đầy khát khao và cháy bỏng, một mùa xuân đang tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng. Mùa xuân cũng là mùa của hy vọng và mùa xuân lại là mùa của nỗi nhớ và cũng là mùa của Quang Vũ Nguyễn Minh họ tìm nén để thường gặp nhau. Và mùa xuân cũng là mùa của trái cau xanh cùng với lá trầu, cùng chú rể Quang Vũ và cô dâu Nguyễn Minh đi trong ngày vui hạnh phúc. Thật đúng là mùa xuân này anh cho em ngày đám cưới, em ăn miếng trầu để cho đỏ nàng môi, để khi anh thấy em đứng em ngồi cho anh ngắm em suốt cả ngày lo con mắt. Em gái ngày xưa nhưng hôm nay đẹp lắm, có phải em là nàng công chúa thiên nga từ chín tầng mây đêm ngày hôm qua cùng hạ giới xuống sân nhà để cho Quang Vũ thân yêu của chúng ta hạnh phúc tới vài nghìn năm sau? Điều đấy có đáng để quý vị dành tặng cho họ những tràng pháo tay thật lớn một lần nữa được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, niềm vui của những bậc làm cha làm mẹ là được nhìn thấy con cái khôn lớn trưởng thành, và đặc biệt trong ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày chọn cuộc đời của hai con thì hai bên gia đình đã cử ra hai bác trưởng đoàn đại diện của hai nhà, hai con người đang gánh nặng những trọng trách đôi vai của mình đội đón ngoại đưa, giờ phút này đây đang hiện diện tại nơi những bàn trà bàn tiệc danh dự của đại gia đình để tiến trình vào giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời, ngày đại lễ thu quy của hai con Nguyễn Minh và Quang Vũ. Cho phép ban tổ chức xin được thay lời cho hai bên gia đình để trân trọng kính mời sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn ạ. Trân trọng kính mời hai bác cùng nắm tay nhau để cùng rời bàn trà danh dự, để cùng trở về với trung tâm khán phòng đại tiệc của gia đình, để nơi đây sẽ có đôi lời trao dâu nhận rể trong niềm vui trọng đại hôm nay. Vũ đi làm giày, còn Nguyễn Minh về làm dâu. Kính thưa quý vị thân mến, giây phút ở đây không để quý vị chúng ta phải chờ lâu hơn nữa. Nhà trai ngay sang đây là có cơ chầu để xin trình với gia tiên và xin cho hai cháu Quang Vũ và Nguyễn Minh được bén duyên tơ hồng. Như chúng ta từng biết, quả ngon thì luôn nhờ có cây trồng, mà ơn nhờ tiên tổ cũng đẹp tấm lòng mẹ cha. Hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình thông gia cùng đứng lên trao nhận chầu lễ để chứng kiến hạnh phúc cho con trẻ Nguyễn Minh và Quang Vũ được về chung một nhà trong niềm vui trọng đại hôm nay. Để biết tấm chân tình đầu lắng nghe lời phát biểu, lời cảm ơn, lời có lễ xin dâu đến từ bác trưởng đoàn đại diện để bạn bè thân nhân của hai gia đình. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác của cháu Vũ. Hôm nay là cùng với các cụ công, các bà, bên gia đình và nhà trai sang đây, thứ nhất là có
cái lễ xin được kính gia tiên với gia đình nhà con rể của ông bà Thông Kiệm cùng toàn thể các cụ câu các bà với gia đình nhà gái. Vâng, và như vậy tôi xin thay mặt gia đình cũng kính mong bên gia đình họ nhà gái chấp nhận cái cưới chầu này ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai họ, bốn bên, sinh hạ được cháu Vũ. Trong thời gian học tập và công tác, hai cháu đã quen biết và thương yêu nhau. Các cháu đã về báo cáo lại với hai bên gia đình. Hai bên gia đình đã gặp nhau trao đổi thống nhất nhất trí của chính quyền hai địa phương cho phép của hai họ, họ nhà trai sau để xin phép các ông các bà nhà gái chúng tôi. Cho cuối lời tôi xin chúc quý vị sức khỏe an vui. Xin trân trọng cảm ơn thân thương và ý đấy đến từ bác trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái cũng như cùng hướng dẫn Quang Vũ trở về khu vực trong nhà, xin phép bố mẹ Thông Kiệm để được đón người vợ Nguyễn Minh trở về kính lễ gia tiên. Theo như truyền thống, đây cũng là đạo lý uống nước nhớ nguồn của người con trên quê hương Tể Lỗ, Minh Tân. Xin được trân trọng kính mời. Từ miền Nam ăn ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kêu vang anh khớp, xôn xao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về Vinh sao xuyến lý chung tình. Của ông Thông cùng đang dắt tay người con gái thân yêu của mình đây là khối tài sản quý hơn vàng mười của ông bà. Ông bà đã gìn giữ hơn 30 năm qua là ngày hôm nay để được trao thân gửi phận cho một chàng trai quang vũ trên quê hương Minh Tân yêu dấu. Đó chính là con người thân yêu của bố mẹ Thông Kiệm trong niềm vui trong ngày hôm nay dưới sự chứng kiến của quý vị quan khách quý của hai bên gia đình. Và xin mời sự hiện diện của ông Thông ạ, cùng với sân khấu lời hạnh phúc nhất cuộc đời của Nguyễn Minh và Quang Vũ trong niềm vui trong ngày hôm nay. Vâng, xin được hiện diện kính mời ông bà Liên Dũng ạ. Đúng ạ, ông bà Liên Dũng xin mời ông bà tìm tham gia của hai bên gia đình. Ông bà cùng hiện diện tại sân khấu lên trung tâm khán phòng hạnh phúc của gia đình để cùng chứng minh những tình cảm thân thương nhất của hai bên gia đình đã dành cho nhau. Xin mời hiện diện của ông bà. Rồi, ok. Tôi xin mời bà cùng đi sân khấu. Chúc quý vị thân mến, tới đây thì tham gia của hai bên gia đình mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, cũng như đời phát triển. Đi chậm thôi, cho rau đi chậm. Toàn đại diện cho họ nhà trai. Kính thưa quý vị thân mến, tần đảo sớm quê mẹ cũng đã nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha cũng nhiều năm che chở cho con. Ngày hôm nay khi con đến tuổi trăng tròn nớ con ấy, tình yêu của con đã dành tặng cho Quang Vũ, bố mẹ cũng dành tấm chân tình của mình để chúc phúc cho hai con của đại gia đình trong năm tình miên mãn, bạc đầu nghĩa phụ thê. Và xin mời các bạn cô dâu ra có di chuyển đến phía bên trên được không ạ? Vâng, các bạn cô dâu ra di chuyển bản đầu ạ. Em lên hạ sân khấu đi. Vâng, xin mời chú rể cùng đi sân khấu ạ. Lên đây thì người bố vợ thân yêu của mình đang chuẩn bị để trao khối tài sản vô cùng quý giá nhất của người của bà để dành tặng cho Quang Vũ. Và hai con ơi, dù cuộc sống còn nhiều điều trông gai vất vả, hai con đã yêu nhau. Sao quý vị để những chạm vào tay của mình giống như thế quý vị ơi? Ôm thật lớn, rất là nhiều xúc phạm được chút thật không ạ? Đúng rồi, cả nhà mình ôm nhau một cái, đúng rồi, tình cảm nào. Quý vị thân mến, những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của cô Trương Nguyễn Minh để cảm ơn tấm chân tình cảm mà hơn 30 năm qua bố mẹ đã nuôi các con khôn lớn trưởng thành, để ngày hôm nay chỉ như các cụ đã mới thường dạy, trai khôn thì dựng vợ mà gái lớn thì cả chồng, đó là lẽ đương nhiên của cuộc sống. Thưa quý vị thân mến, tình cảm ấy ngày hôm nay đã được bố Thông cũng như mẹ Kiệm để trao người vợ thân yêu cho chú rể Quang Vũ, người con gái thân yêu của đại gia đình ông bà, trao thay cho con cũng như để trở về làm tình thân trai của hai bên gia đình hai nhà như một. Để trong hai mai chú rể Quang Vũ về làm rể đại gia đình ông bà Thông Kiệm và cô dâu Nguyễn Minh được trở về làm người bạn đời của chú rể Quang Vũ, là con dâu của bà Liên Dũng và làm cháu các cụ công các bà của đại gia đình nhà trai. Giây phút hạnh phúc nhấy, niềm vui nhân đôi của đại gia đình dưới sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, quý vị quan khách của hai bên gia đình.
trong lúc tiếp đón tiếp đáy của đại gia đình còn rất nhiều điều khiếm khuyết. Mong rằng vì tình thương mến thương với hai bên gia đình cũng như Nguyễn Minh và Quang Vũ, quý vị niềm tình lượng thứ và thay lời cho đại gia đình hai bên xin được cúi đầu cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những khoảnh khắc đẹp nhất đến từ giáo sư hình ảnh trung tâm nhiếp ảnh của đại gia đình. Và cho phép con xin được trân trọng kính mời hai ông cùng bước ra trên phía trước một bước ạ. Vâng, xin mời ông Thông và ông Dũng ạ. Vâng, xin mời hai ông ạ. Cho phép con xin mời hai ông đứng bên trước ạ. Hai ông đứng sát lại với nhau, đứng trước hai con thân yêu của mình. Kính thưa quý vị thân mến, bức hình ảnh của hai ông cũng không thua kém những cặp thân nhân phía đằng sau, đúng quý vị. Quý vị biết hai ông đã từng quen và biết nhau chưa, đúng quý vị? Một thời gian đây thì hai ông chưa được từng quen, chưa từng biết và chưa từng đứng cạnh nhau, thưa quý vị. Nhưng chỉ vì ông Tư và Nguyệt đã chót xe sợ chị Hồng cho hai con Nguyễn Minh và Quang Vũ thì tình thông gia của hai bên gia đình, hai nhà giây phút ở đây cùng trở về như một. Hai ông hãy trao cho nhau những cái bắt tay ạ, những cái ôm hôn thắm thiết để tình thông gia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thế còn quý vị thì sao? Hãy vỗ tay thật lớn để dành tặng cho đại gia đình ạ. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và cho phép xin ban tổ chức xin mời bà cùng đưa góp về lên những bàn tiệc trà tiệc nước. Nơi đây bộ phận lễ tân cũng đã thay lời cảm tạ để cảm ơn tấm xuân tình ông bà đã dành tặng cho đại gia đình trong niềm vui trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị quan khách quý vô cùng kính mến, trong mỗi chúng ta cũng như cô dâu và chú rể, con bé luôn ôm ấp trong vòng tay của mẹ cũng như của cha và lớn lên xây dựng gia đình, đó là lẽ đương nhiên. Mong con gái Nguyễn Minh trở thành người con dâu hiền, trai thời Quang Vũ trở thành chàng rể thảo thì hai bên gia đình cũng sẽ thuận hòa. Ngày hôm nay khi hai con hai cháu đã về chung một nhà thì ông bà bố mẹ, các bác các bá, cậu mợ, anh chị em ruột thịt của đại gia đình hai bên nội ngoại tương tề cũng dành những phần quà để mừng hạnh phúc tới hai con. Đến những phần quà đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần quà của ông bà nội của cô dâu Nguyễn Minh. Trong ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày chọn cuộc đời của hai cháu, ông bà cũng đại diện cho thế hệ cây cao bóng cả, thế hệ tiền nhân, tuổi cao nhưng trí càng cao, ông bà cũng trở về với tấm chân tình để dành tặng hai cháu thân yêu Nguyễn Minh và Quang Vũ. Bà xin được thay mặt cho ông bà cũng như các cậu các mợ, các bá các dì của đại gia đình chúc hai cháu của mình trăm năm hạnh phúc. Xin mời phần quà của ông bà nội của cô dâu Nguyễn Minh dành tặng hai cháu thân yêu trong niềm vui trong ngày hôm nay. Sau phần quà của ông bà nội là phần quà của bà ngoại và phần quà của bố mẹ, phần quà của cậu mợ Công Ánh, phần quà của em trai Tâm, em gái Thủy Dương, phần quà của em Cường cũng như bạn gái Thúy Quỳnh của đại gia đình chuẩn bị phần quà của mình ạ. Xin gửi lời trân trọng cảm ơn. Rồi ạ. Bà ơi, bà đứng sang rể cho con một tí nhá. Bà đứng sang rể cho con một tí nào. Bà đứng sang rể cho con xin tí video nhá. Đúng rồi ạ, à, đúng rồi ạ, à, đúng rồi ạ. À. Thế mời chụp luôn nào. Cả nhà mình dưng lên này nhá. Chào cho con nào. Vâng, quý vị thân mến, thật tuyệt vời khi những dòng tình cảm thân thương ấy được đến từ ông bà của đại gia đình để ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày chọn cuộc đời của hai cháu Nguyễn Minh và Quang Vũ. Cũng bằng cái tấm chân tình của mình, ông bà cũng chụp. Rồi ok, chụp đi. 1, 2, 3. Ông bà tươi cho con một nào. 2, 3. Vâng, cho phép vâng, xin cảm ơn sự hiện diện của ông bà. Xin mời bà cùng đưa góp về lời những bàn tiệc nơi đây để bộ phận lễ tân cũng vẫn sẽ cũng dòng tình cảm thân thương để cảm ơn sự hiện diện của ông bà. Vâng, phần quà tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần quà của bà ngoại của cô dâu nhân ngày hôm nay, ngày hạnh phúc ngày chọn cuộc đời của hai cháu, bà cũng đại diện cho bên ngoại hai bên nội ngoại tương tề để cùng trở về dành món quà thân thương ấy tới hai cháu thân yêu của mình và chúc hai cháu của bà cũng như của đại gia đình trăm năm hạnh phúc. Thật đúng là ơn cha mẹ thì luôn như trời cao, như biển rộng, sinh các con ra, mong mong các con khôn lớn từng ngày và có lúc hoạn nạn, lúc đắng cay, vẫn luôn chăm chút và nâng niu các con như hoa như trái. Ngày hôm nay, nhìn thấy hai con hạnh phúc, lòng những bậc làm cha, làm mẹ vẫn luôn thỏa nỗi ước mong. Món quà tiếp theo đến từ đại gia đình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần quà của bố mẹ Thông Kiệp trong ngày vui, ngày hạnh phúc bày chọn cuộc đời của hai con. Bằng tấm chân tình của đại gia đình, bố mẹ cũng trở về để dành tặng hai con món quà về vật chất nhưng lớn và ý nghĩa về tinh thần để chúc hai con của bố mẹ trăm năm hạnh phúc. Xin mời phần quà của ông bà dành tặng cho hai con. Sau phần quà của bố mẹ, phần quà của em trai Tâm và em gái Thùy Dương chuẩn bị phần quà của mình ạ. Rồi, cảm ơn bố mẹ. Vâng, xin mời hai em của đại diện cùng đến sân khấu để trao quà anh chị cũng như chụp và tấm hình kỷ niệm với cả gia đình bố mẹ trong niềm vui trong ngày hôm nay. Bố gái, đúng rồi, Dương Nguyên, rồi, ok.
Vâng, xin mời em trai Tâm và em gái Thủy Dương của cô dâu. Vâng, xin mời ông bà cùng ngắm lại sân khấu để cùng chụp với đại gia đình thân yêu những tấm hình kỷ niệm, khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của Nguyễn Minh và Quang Vũ. Xin được trân trọng kính mời. Em ơi, em đứng xuống đi, đừng chụp ấy nữa, vướng vào tất máy ảnh của anh rồi. Em đứng ở dưới bắt đi khoảnh khắc đi. Đấy, em bắt đi, bắt khoảnh khắc thế thôi. Rồi, ok ạ. Tin nhắn tên tia ngay. Rồi, cả nhà mình đứng lại để chụp ảnh đấy ạ. Rồi, ok, đứng nha. Xin mời đại gia đình cùng lắng lại sân khấu để cùng ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất với Nguyễn Minh và Quang Vũ trong niềm vui trọng đại hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, sau phần quà của đại gia đình là phần quà của cậu vợ Công Ánh ạ, và phần quà của em Cường chuẩn bị phần quà của mình cùng lên sân khấu ạ. Vâng, vị thư toàn thể quý vị thân mến, món quà đặc biệt đến từ đại gia đình, đặc biệt đến từ bố mẹ Thông Tiệp. Hai con ơi, ngày hôm nay ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của hai con, niềm vui của bố mẹ hai bên gia đình, niềm tự hào của quý vị quan viên hai gia đình bố thọ, chúc ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọn cuộc đời của hai con. Dẫu biết rằng niềm vui ấy sẽ được nhân đôi gấp một lần ngày hôm nay, đó là sự hiện diện của các cụ, công các bà, quý vị quan khách của hai bên gia đình. Thưa quý vị thân mến, thì tại sao quý vị không một lần nữa để dành những tràng lễ thật lớn để chúc mừng đại gia đình ạ? Vâng, phần quà tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời phần quà của cậu mợ Công Ánh và phần quà của em Cường. Trong ngày vui hạnh phúc, cậu mợ cùng em cũng trở về với tấm chân tình để dành tặng hai cháu và dành tặng anh chị Nguyễn Minh và Quang Vũ. Chúc hai cháu, chúc anh chị của mình trăm năm hạnh phúc. Xin mời phần quà của cậu mợ Công Ánh, sau đó đến phần quà của em Cường ạ. Vâng, em Cường cũng cùng đi sân khấu để chút nữa cùng trao quà đến anh chị thân yêu của mình ạ. Xin mời cậu mợ. Vâng, thưa quý vị thân mến, ngoài món quà về vật chất thì món quà về tinh thần thì cậu mợ cũng chúc rằng hai con ơi, cậu mợ và các em của đại gia đình chúc hai cháu thân yêu của mình trăm năm hạnh phúc. Và một lần nữa xin được mượn những tràng vỗ tay thật lớn của tất cả. Dương Nguyên cho con một tí nữa này. 1, 2, 3, 2, 3 này. Rồi, ok ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn cậu mợ Công Ánh và xin cân chân thành cảm ơn em Cường ạ. Kính thưa quý vị thân mến, có được đời học tập và lao động công tác của chú rể Quang Vũ và cậu Nguyễn Minh, thì tình bạn thì đã là bạn thì mãi mãi vẫn là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy. Và trong ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọn cuộc đời của hai bạn Nguyễn Minh và Quang Vũ, thì bạn gái Thúy Quỳnh là người bạn thân của cô dâu Nguyễn Minh cũng trở về với tấm chân tình để dành tặng hai bạn thân yêu của mình và chúc hai bạn của mình trăm năm hạnh phúc. Xin mời phần quà của bạn gái Thúy Quỳnh dành tặng hai người bạn thân yêu. Vâng, sau khi trao quà cho hai người bạn, mọi người cười tươi nhá. 1, 2, 3. Thả tim cho anh một cái nào cho đẹp nào. Cả nhà mình ơi, thả tim nào. Đúng rồi, bắn tim đi em cái. Đúng rồi, chính xác. 2, 3. Rồi, ok ạ. Vâng, thưa tất cả quý vị thân mến, sau phần trao quà của đại gia đình dành tặng cho hai cháu, hai con cũng như anh chị, những người bạn thân của mình, thì ngay trên phút ở đây thay như lời mời của Nguyễn Minh và Quang Vũ, xin được trân trọng kính mời ông bà nội ạ, cùng bố mẹ, các chú, các thím, các bác, các bá, anh chị em, cô chị, cậu mợ của đại gia đình nhà trai cũng như nhà gái hai bên nội ngoại tương tề ạ. Chúng ta cùng di chuyển đến sân khấu lên đây để cùng ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất với hai con trong niềm vui trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và nhà mình cứ lên dần đi ạ, ai chụp ảnh cứ lên dần đi ạ. Vâng, xin thay mặt cho phái đoàn nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà bên gia đình nhà gái đã dành sự đón tiếp chân thành cho gia đình, cho đoàn nhà trai chúng tôi. Và đến giờ phút này cũng xin để kính mời các cụ, các ông, các bà bên phái đoàn nhà gái cùng gia đình nhà trai chúng tôi đưa đón các cháu về bên gia đình nhà trai để tổ chức hôn lễ bên đấy. Kính thưa các phụ công, các bà, vừa rồi ông đại diện cho họ nhà trai đã có lời xin lui gót thay mặt cho họ nhà gái. Tôi cũng xin kính mời các phụ công, các bà bên họ nhà gái bớt chút thời gian đưa cháu về nhà chồng ạ. Lý tơ hồng.
mang theo câu hò điều lý chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kêu vang anh khớp, xôn xao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về Vinh sao xuyến lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chiếm sâu, sẽ chi luôn kiếp thiết thương chàng từ lâu. Áo bay ai đã qua cầu đôi mình, duyên tình đậm sâu. Mà tạo hóa đã mang tới cho tất cả mỗi con người chúng ta, và cũng chính những sắc màu của tình yêu đã đưa chú rể Quang Vũ, cô dâu Nguyễn Minh họ gặp gỡ nhau, trải qua rất nhiều những thời gian quen biết, tìm hiểu, được sự lo lắng tác hợp của hai bên gia đình, cùng với đó được sự chứng nhận của cơ quan chính quyền hai địa phương. Và nhằm ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thìn là ngày lành tháng tốt, mà vinh dự và vui mừng gia đình ông bà Dũng Nhiên long trọng tổ chức lễ thành hôn để chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Và trước sự chứng dự của tất cả các cụ công các bà cùng toàn thể quý vị khách quý, đó là niềm vui thật lớn của tất cả quý vị. Quý vị thân mến, trên sân khấu nơi trang trọng và hạnh phúc nhất, đó là hai nhân vật chính, những người đã cho chúng ta tất tin chào đón hai vị trưởng đoàn bằng những tràng vỗ tay thật lớn của tất cả, chúng ta. Quá tuyệt vời đúng không tất cả quý vị, sớm sẽ có đưa, có trao, có nhận. Và vị trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái đã có lời trao dâu. Một tràng vỗ tay để gặp gỡ những lời phát biểu của trưởng đoàn nhà trai thưa quý vị. Để đảm bảo hôm nay được phép của chính quyền địa phương của hai nơi trước cái lễ thành hôn cho các cháu, giờ phút này các cụ có bác bà
minh cho gia đình nhà trai được sự ủy quyền của ông bà Nhân Dũng và họ nhà trai. Tôi xin thay mấy cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, xin chân thành cảm ơn. Mình khang trang từng từng mà gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. Cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề xong pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình gia. Uống ly nào ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi sao, cùng ly với bà xuôi đi cai đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Dìu nhau đi những bước đi chung đầu tiên trên con đường của tình yêu và hạnh phúc, những bước đi chung thật tự tin. Và một tràng vỗ tay của tất cả chúng ta, quá tuyệt vời. Nghĩa trăm năm cũng từ đây, nghĩa trao tay chút này để làm tin. Sự bay lên thác xuống cành, tình chồng nghĩa vợ vững mềm ta có thôi. Và sau khi đã đeo nhẫn cưới cho người vợ của mình thì chú rể hoàn toàn hãy đặt một nụ hôn thật ngọt ngào, hãy đặt một nụ hôn ngọt ngào vào tay của cô dâu ạ. Và thêm một tràng vỗ tay lớn hơn nữa của tất cả chúng ta, quá tuyệt vời. Và xin mời cô dâu ạ, cô dâu sẽ đeo nhẫn cưới cho người chồng của mình. Thưa quý vị, nghi thức trao nhẫn cưới sẽ chính thức nói lên rằng kể từ ngày hôm nay, Quang Vũ sẽ được làm chồng và Nguyễn Minh sẽ làm vợ từ đây, thưa quý vị, để sẽ cùng nhau nắm tay, cùng nhau vượt qua tất cả những sóng gió của cuộc đời. Và mình hãy để sát cặp nhẫn cưới lại nhau đi ạ. Thưa quý vị, khoảnh khắc thật ngọt ngào với cặp nhẫn cưới này xứng đáng nhận thêm những tràng vỗ tay lớn hơn nữa của tất cả quý vị. 1, 2, 3 này, 2, 3 lúc lắc cho anh một tí nào. Rồi, ok, được rồi em ơi. Và thưa cô dâu chú rể thân mến, cặp nhẫn cưới kỷ vật tình yêu là mình trao cho nhau rồi. Thì giờ đây cô dâu chú rể sẵn lòng đó là trao cho nhau thêm một món quà về tinh thần nữa đúng không ạ? Một nụ hôn thật ngon ngào nhá. Xin mời ạ, xin mời cô dâu chú rể hướng mặt vào nhau đi ạ. Trước sự chứng kiến của tất cả các cụ công các bà và quý vị khách quý, thưa quý vị, đây sẽ là nụ hôn công khai đầu tiên của đôi uyên ương. Chính vì điều đó mà mong rằng cô dâu chú rể sẽ hợp tác với những người thực hiện chương trình nha. À, em sẽ đến từ 1 đến 3 thì nụ hôn sẽ được chính thức diễn ra và sẽ khép lại trong vòng 10 giây nha. Thống nhất là 10 giây được không ạ? Em có chụp đi cả Vương Anh ấy. Để cho thuận tiện cho nhiếp ảnh gia sẽ lưu lại bắt chọn khoảnh khắc này. À, cô dâu lại cho mượn bó hoa đi ạ. Và mình hãy tạo cho nhau một thế đứng thật đẹp đi ạ. Ngày thường trao nhau tình cảm thế nào thì hôm nay cứ làm y như vậy ạ. Xin mời mình hãy đặt tay vào đúng vị trí thật đẹp, thật hạnh phúc đi ạ. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi mong muốn quý vị sẽ đến cùng chúng tôi để bắt chọn khoảnh khắc thật đẹp, thật ý nghĩa này được không quý vị ơi? Và ngay sau đây nụ hôn công khai đầu tiên của Quang Vũ và Nguyễn Minh. 1, 2, 3 xin mời. Rất là ngọt ngào thưa quý vị, và xin đáng nhận thêm một tràng vỗ tay lớn hơn nữa của tất cả chúng ta. Và ngay khoảnh khắc này thưa quý vị, cô dâu chú rể họ sẽ cùng chung tay cười tươi lên em, chiếc ngọt sẻ hồn với những tầm bay cưới, nhìn vào tay ấy, nhìn vào tay cắt bánh, cười lên, cười lên. Kể từ ngày hôm nay, Quang Vũ và Nguyễn Minh họ sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả, cùng nhau nắm tay để chiêm ngọt sẻ vui và đi đến cái đích cuối cùng, đó là một cuộc sống thật viên mãn. Thưa quý vị, một lần nữa xin được chúc mừng hạnh phúc. Và xin mời cô dâu chú rể ạ, tiếp tục đi qua tháp ly, khơi nguồn yêu thương, khơi nguồn một cuộc sống mới.
và chú rể sẽ là người khui chai rượu xung quanh đầu tiên ạ. Lưu ý với chú rể là luôn hướng chai rượu lên trời nha. Xin mời. Rất hồi hộp thưa quý vị, thành phát này. Và giờ đây thì mời cô dâu sẽ chung tay với chú rể để rót vào chiếc ly cao nhất trên tháp ly tình yêu. Xin mời. Tiếp theo sau khi khui xong thì mời cô dâu chú rể sẽ chung tay để rót vào 8 chiếc ly ở phía dưới, mỗi một chiếc ly 1/3, để sau đó mình sẽ mời rượu bố mẹ và hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Xin mời cô dâu ạ, chung tay với chú rể để rót vào 8 chiếc ly ở phía dưới ạ. Với một chiếc ly mình sẽ rót 1/3. Để sau đó được trân trọng kính mời đó là thân sinh của cô dâu chú rể và hai vị trưởng đình nhà trai, gia đình nhà cái. Để cô dâu chú rể sẽ được mời những ly rượu hương kính, những ly rượu của lòng biết ơn. Và sau khi rót vào 8 chiếc ly, nếu như trong chai vẫn còn nhiều rượu thì mời cô dâu và chú rể sẽ tiếp tục rót đến tháp ly để niềm hạnh phúc sẽ được đong đầy, trọn vẹn và viên mãn. Thưa quý vị thân mến, để cho đôi tân lang và tân sinh nhân có được ngày hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay, chúng ta không thể không nhắc tới đó là những đấng sinh thành đã có công ơn sinh thành nuôi dưỡng và đặc biệt tác hợp cho đôi bên đương có được ngày hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay. Và khoảnh khắc này đây, trân trọng kính mời lên khu vực sân khấu sự hiện diện của ông bà Dũng Nhiên, thân sinh ra chú rể Quang Vũ, và vinh dự được đón tiếp đó là sự hiện diện của bố mẹ cô dâu Nguyễn Minh, ông bà Thông Kiệm. Trân trọng kính mời các ông bà và đặc biệt là sự quay trở lại của hai vị trưởng đoàn đại diện hai gia đình nhà trai, gia đình nhà cái. Xin trọng kính mời tất cả các ông bà sẽ cùng tiến về sân khấu. Xin mời. Xin mời nhà trai ạ, mình sẽ được bên chú rể, nhà gái sẽ được bên cô dâu ạ. Và đặc biệt đó là ngày hôm nay vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của bố mẹ cô dâu, ông bà Thông Kiệu và chủ nhân của ngày hạnh phúc. Thưa quý vị, đã cho cô dâu chú rể có được một ngày vô cùng đặc biệt, một ngày tuyệt vời như hôm nay, ông bà Dũng Nhiên. Và xin mời các ông bà cùng cô dâu chú rể chúng ta sẽ ra mắt cũng như để cảm ơn tất cả quý vị bằng một cái cúi chào. Xin mời. Và giờ đây thì để cho cô dâu chú rể sẽ được mượn những ly rượu hiếu kính, những ly rượu của lòng biết ơn dâng lên bố mẹ và hai vị trưởng đoàn. Xin mời chú rể sẽ mời rượu gia đình nhà gái và ngược lại, cho phép cô dâu sẽ được trân trọng kính mời rượu lên gia đình nhà trai. Xin mời. Cho phép hai cháu được mời hai vị trưởng đoàn những ly rượu cảm ơn. Cảm ơn hai vị trưởng đoàn. Và cho phép hai con được mời bố mẹ những ly rượu hiếu kính, những ly rượu của lòng biết ơn. Cảm ơn bố mẹ đã có công ơn sinh thành nuôi dưỡng. Cảm ơn bố mẹ đã cho chúng con có ngày trọng đại như hôm nay. Và sau đó thì cô dâu chú rể sẽ mỗi người một ly để chúng ta sẽ uống rượu sau môi. Và giờ đây trân trọng kính mời gia đình nhà mình tất cả sẽ cầm rượu bằng tay phải ạ, tiến lên thành hình vòng cung
chạm ly với cô dâu chú rể ạ, để nhiếp ảnh gia sẽ lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Và sau đó chúng tôi sẽ đến từ 1 đến 3 dô, gia đình nhà mình sẽ uống cạn ly rượu hồng hạnh phúc. Và đồng thời cô dâu chú rể sẽ chạm kéo tay nhau để uống cạn ly rượu sau môi. Và thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc chờ đợi và tuyệt vời nhất trong lễ thành hôn này hôm nay đã tới. Và ngay sau đây, 1, 2, 3, dô, xin được mời gia đình nhà mình cạn ly. Mời cô dâu chú rể choàng chéo tay nhau để uống cạn ly rượu giao bôi. Hôm nay quyết tình không xa, tình thâm như nước Hồng Hà Cửu Long. Hôm nay tứ hải sao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Và sau khi đã uống rượu mừng hạnh phúc, xin mời tất cả các ông bà sẽ ở lại sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm. 1, 2, 3 này, Dương Nguyên à, tươi lên cả nhà mình ơi. Bố cô dâu ơi, tươi lên một tí nào. 1, 2, 3, ok ạ. Và giờ đây thì hai mẹ ạ, cũng sẽ trao cho nhau ạ, để gắn kết tình nghĩa thông gia sẽ hai nhà như một kể từ nay và mãi về sau. Và chúng ta không quên chúc mừng cho hai bên gia đình bằng những tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Xin trọng cảm ơn bố mẹ của cô dâu rất nhiều ạ. Và giờ đây thì mời ông bà sẽ quay trở lại bàn trà và nước danh dự của mình ạ. Hiền trai thời dễ thảo, đôi bên thuận hòa. Và ngày hôm nay hai con chính thức chung nhà thì bố mẹ cũng sẽ có những quà cưới rất là ý nghĩa, rất là tuyệt vời để trao tới hai con. Và đến ngay khoảnh khắc này đây, trân trọng kính mời ông bà Dũng Nhiên sẽ trao quà cưới cho hai con trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Xin mời. Kính thưa quý vị, xin con ra nuôi con khôn lớn trưởng thành, mong muốn cho con có mái ấm gia đình hạnh phúc, đó là trách nhiệm bổn phận của những người làm cha, những người làm mẹ. Và trong ngày hạnh phúc đặc biệt hôm nay, ngày hai con chính thức được về chung nhà để cùng chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, thì ông bà Dũng Nhiên thân sinh ra chú rể Quang Vũ sẽ có quà cưới để trao tới hai con. Xin được trân trọng kính mời. Và cũng xin được chuyển lời cô dâu chú rể để cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều với tất cả những điều tuyệt vời nhất bố mẹ đang mang tới. Và cảm ơn bố mẹ đã cho chúng con những phần quà thật ý nghĩa, thật tuyệt vời. Và chúc bố mẹ sẽ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau khi trao quà xong thì trân trọng kính mời bố mẹ sẽ ở lại sân khấu ạ. Ngày hôm nay ngày hạnh phúc của hai em thì ngay giờ đây gia đình chị Trang cũng sẽ có quà cưới để trao tới hai em với tất cả những thông điệp, đó là chúc mừng hạnh phúc. Xin mời anh chị đứng sang đây nhé. Và sau khi trao quà cưới thì mời gia đình nhà mình sẽ ở lại sân khấu để ghi hình và chụp ảnh kỷ niệm. Quỳnh sẽ được trân trọng kính mời phần quà cưới của em Tùng sẽ chuẩn bị. Tiếp tục chuyển lời cô dâu chú rể để cảm và hạnh phúc. Và sau khi chào quà cưới, mình sẽ ở lại sân khấu chụp ảnh và ghi hình kỷ niệm. Ok. Cấp chuẩn bị. Thưa quý vị, ngày hôm nay cô dâu chú rể rất vui được đón nhận, đó là những món quà tới từ gia đình, tới từ tất cả các anh chị em, cùng với đó được đón nhận tình cảm, lời cảm ơn trân trọng nhất tới sự hiện diện của tất cả quý vị. Ok ạ. Sẽ mời món quà cưới của em Hoàng sẽ chuẩn bị. Đứng vào đi em ơi, đúng rồi, đốc tay thúy quần cho anh. Rồi, sát vào chú rể một tí. Sát vào một tí rồi ạ. À. Rồi, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3 rồi ạ. À. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui. Trên sông dài thuyền hoa răng,
bao cô nàng mình cười xinh xắn. Huyền em trôi vào ánh sáng hồng tới những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Huyền em trôi vào đêm vui. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đau che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai họ, lễ thành hôn của hai cháu đã thành công rất tốt đẹp. Thay mặt cho họ nhà trai, nhà gái, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của quý vị họ nhà trai dành cho họ nhà gái chúng tôi. Thời gian cũng đã hết, xin phép các cụ công, các bà bên họ nhà trai cho phép họ nhà trai chúng tôi được lui gót để về báo cáo lại với các cụ công, các bà ở nhà về cái công việc của các cháu đã thành công tốt đẹp. Xin phép được chào các cụ công, các bà và xin trân trọng cảm ơn ạ. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Rước hội vui trên sông dài, thuyền hoa răng bao cô nàng mình cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tới những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Xanh xanh lên ước mơ.